Thủy xin chào cả nhà mình. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chúng ta có thể làm được nhiều điều tốt đẹp nha. Và gặp thật là nhiều may mắn nha cả nhà, cũng như là niềm vui sẽ đến nè. Rồi hôm nay lại tiếp tục với cái cuốn sách là Lấy cát giác thành vàng. Vậy thì cả nhà có nhớ cái phi vụ hôm qua Thủy đã đọc không? Cái phi vụ bán cảm giác đó cả nhà. Khách hàng trả tiền cho cái cảm giác thay vì, chứ không phải là trả tiền cho cái bản thân món hàng. Và cái cảm giác đó chính là cái cảm giác gì? Đó chính là cái cảm giác làm chủ. Và cái cậu bé voi đã bán cái cảm giác đó. Và ở trong cái phần cuối của cái trong cái phần phi vụ trước á, thì nó có những cái một số cái câu mà mình nên ghi nhớ á, là cứ chăm chỉ nè sẽ làm nên chuyện nè. Rồi cái câu nữa đó là khi mà mình kinh doanh thì mình đơn, khi mình nói về khách hàng thì cứ đơn giản vậy thôi, không giải thích nhiều và cũng không có nói xấu. Và một cái câu cuối cùng, dù hấp dẫn đến mấy thì hàng bất chính vẫn là bất chính. Không thể chấp tay cho cái bất chính thì ta mới bền vững đi lên. Đó. Làm việc mà gọi là tối ngủ không có sợ á. Ngủ an giấc á. Rồi tiếp tục là hôm nay là tiếp tục một cái phi vụ mới đây nè. Workshop cho trẻ em lại được phong thái làm việc. Phong thái làm việc. Rồi, sẵn sàng chạy nhưng lại nằm dài. Lúc này tôi đã có 10 triệu từ phi vụ Tomica. Tôi tính đi đầu tư mảng khác. Suy đi tính lại, tôi chọn làm workshop trẻ em. Có lẽ bởi mấy năm nay workshop lên ngôi. Bạn biết workshop là gì không? Nó đơn giản. Bạn có thể coi đó là một lớp học mang tính chất mở rất cao. Người tham gia phải hoạt động, học tập, làm việc liên tục tại nơi tổ chức đó. Làm việc là work và nơi tổ chức là shop. Gặp lại. Cũng theo nguyên tắc như vậy, tôi tổ chức các workshop. Workshop của tôi đặc biệt ở chỗ dành cho đối tượng chính là trẻ em. Làm workshop cho trẻ em, tôi là người đầu tư. Với 10 triệu trong tay, tôi tự coi mình là ông chủ, chứ không phải startup, doanh nghiệp, khởi nghiệp. Tôi được dạy rằng làm startup phải vất vả. Nếu người khác không làm thì mình phải làm, ăn, ngủ, thức cùng đứa con của mình. Tôi thì khác. Tôi nghĩ tôi có 10 triệu, tôi đầu tư vào các bạn, những người trong workshop. Các bạn hãy đi như những chú kiến cần mẫn, tự xây dựng mô hình, tự chạy và tôi chỉ ăn lãi phần trăm thôi. Tôi không muốn làm gì thêm nữa ngoài đưa cho các bạn 10 triệu. Tôi muốn ý tưởng này có thể mở rộng ra với những chương trình như đi để lớn, tòa he. Người tôi hợp tác cùng là một anh giỏi chuyên môn, rất có kinh nghiệm chơi với trẻ con. Anh còn thành thạo làm các đồ chơi truyền thống. Hồi đó anh đưa cho tôi rất nhiều nội dung lớp học, workshop trẻ em. Thời gian chơi nè, số lượng người nè, mục đích lớp học nè. Nội dung làm các lớp workshop cho trẻ gồm có cả tô sỏi, làm giấy gió, làm thiệp, làm mặt nạ, làm diều ra đình chèm thả. Đình chèm thả. Khi gặp anh ấy, tôi thấy bị hấp dẫn bởi những thứ anh ấy vẽ ra. Tôi nghĩ rất nhanh thế này. Chúng tôi thu phí 150.000 một trẻ. Một lớp 10 người, 10 em sẽ được 1 triệu rưỡi. Số tiền vốn bỏ ra là 300. Vậy mình sẽ thu về 1 triệu 2. Trừ nhân công đi, tôi bỏ túi khá nhiều tiền. Một tuần 3 buổi, kiếm lời rồi. Lãi quá. Đây. Có điều khi cùng đồng hành chúng tôi gặp khó khăn. Dù khó khăn là chuyện chắc chắn phải gặp, nhưng lúc ấy tôi thấy bối rối vô cùng. Tôi không biết phải quảng cáo truyền thông ra sao. Anh làm cùng thì chỉ giỏi chuyên môn chứ không giỏi PR. Tôi thì càng không giỏi PR, cũng không có ý định học nâng cao chuyên môn. Tôi tự cho mình tư cách ông chủ không phải làm gì. Đúng hơn là tôi thích làm gì thì tôi làm. Tôi lúc ấy tùy tiện thế đấy. Những ngày tháng đó, anh bảo tôi cứ có khách là chạy. Nhưng khách hàng không có nên chúng tôi chơi dài hàng ngày. Chúng tôi không có kế hoạch tháng này làm gì, tháng sau làm gì, 3 tháng tới ra sao. Người ta cứ nói kế hoạch tốt nhất là không có kế hoạch nào cả. Tôi thì thấy không có kế hoạch là một điều ngu ngốc, một điều ngốc nghếch. Nói thế là nhẹ. Sau này nghĩ lại tôi thấy mình đúng là đã lười, tham lam, lại còn ngốc nghếch. Biết lập kế hoạch cũng là một loại trí tuệ. Một loại thành công, không biết lập kế hoạch thì không có thành công tương ứng với trí tuệ lập kế hoạch. Cả nhà hiểu chưa? Không có sự chuẩn bị gì thì làm sao mà có được
tỉnh táo mới thoát khỏi lao đao. Khó khăn ngập đầu, anh ấy kiếm thêm được vài tình nguyện viên trong thời gian làm cùng với bên khác. Anh ấy được họ hỗ trợ tình nguyện viên để mở workshop. Tiếc là các tình nguyện viên này có chuyên môn chứ không thật sự giỏi PR. Hơn nữa đội hình giỏi, những người lãnh đạo không rõ ràng đường lối. Thành thử mọi chuyện cứ rối bồng bông. Lo được sự kiện này xong lại cuống cuồng chuẩn bị sự kiện khác. Tất bật như vậy nhưng nhẩm lại có khi còn lỗ chứ chẳng lãi. Tôi thấy tiền lỗ lại sốt ruột, than thở ngày càng dày lên. Tiền ngày một cạn dần, tôi trở nên nóng tính và hay giục anh ấy làm thế này để có lời. Anh bày cho tôi một cách làm bộ ô ăn quan cho trẻ con, anh sẽ bán cho các phụ huynh bên các tour trẻ em anh đang dẫn, giá 100.000 một bộ. Chúng tôi làm khoảng 20 bộ để phục vụ Tết. Tôi nghe theo anh, nhưng tôi cũng không biết chính xác là phải làm cái gì. Ý tưởng nhiều, nhưng tới lúc làm, sản phẩm ra trông rất tệ hại. Tôi còn dại dột đầu tư mua quá độ những thứ không cần thiết lúc làm thử nghiệm. Thấy tôi đầu tư hơn 1,5 triệu chỉ để mua mấy cái hộp, giấy dán hộp, anh lắc đầu thắc mắc. Anh chẳng thể hiểu tại sao bình thường tôi tiết kiệm lắm, giờ lại làm như vậy. Tôi tuy không nói gì nhưng trong lòng rất muốn đổ lỗi cho người khác. Có phải tại em đâu, hu hu. Đây bé voi nằm khóc đây cả nhà. Sau đó một thời gian mọi thứ lên tới cao trào. Tôi bảo anh rằng tôi đợt tới bận làm việc khác, ít qua xưởng rồi lấy lý do nọ kia để anh trả lại một phần khuôn viên của xưởng gia. Anh đồng ý. Từ đó phải hơn một năm sau chúng tôi mới bắt chuyện trở lại với nhau. Lúc đấy với tôi, vấn đề quan trọng nhất là tiền. Làm workshop này tôi không thể thu hồi được vốn ngay. Nó khác với Tomica mà lại diễn ra ngay sau Tomica. Làm Tomica tôi thu được vốn ngay nên tôi cảm thấy rất hào hứng với nó. Còn làm workshop tôi cũng muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng như vậy. Muốn đẩy nhanh lại thành công cốc. Lần làm đồ da cũng là vì tôi tham lợi trước mắt, muốn ăn nhanh nên đẩy quy trình nhanh hơn. Không cần thiết nhanh như thế mà đã đẩy đi rồi nên nó cứ liệm nhanh. Thành ra mất khách hàng cũ, khách hàng mới thì mãi chưa tìm thấy. Đợt sau tôi làm Tomica, tôi còn tham lợi hơn. Đợt cuối tôi bắt đầu nhập các dòng xe đắt tiền, trong đó có dòng xe Batman. Riêng xe đấy nhập về đã 50.000 rồi, vậy phải bán tới 70.000, 90.000. Đó là mức giá đối với xe mô hình đồ chơi. Bố mẹ sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Cái gì cũng gian dở, tôi thấy tôi ngập ngựa. Đây là da, kia là Tomica còn dư. Do trước khi dừng bán đã nhập một đợt hàng to nhất. Kia là workshop xây lên không chạy được. Bánh quay nào quay tí cũng có vấn đề. Thành thử tôi lại rơi tiếp vào trạng thái tâm lý bức bối muốn giải tỏa. Chưa tìm được giải pháp mà. Giải tỏa là cách đơn giản nhất để nhanh hết bức bối. Ăn chơi, tiêu xài và mua sắm. Mấy cái đó chẳng cần ai dạy cũng làm được. Giải tỏa tháng này sang tháng khác. Trải qua nhìn lại mới nhận ra đúng là ngập chìm trong giải tỏa hưởng thụ. Con người ta sẽ trượt dài. Đây chẳng phải là khả năng thôi miên của đô thị đâu. Đô thị này đang nhai ngấu chúng ta. Mỗi lúc ta mất phương hướng bằng cách giải tỏa như thế đấy. Sao nghe cũng có một phần giống mình thế nhỉ? Đến một lúc giật mình tỉnh táo hơn, tôi nghĩ tới việc bán nốt hàng tồn dư. Tomica bán dễ nên bán trước. Tôi bán trên diễn đàn và trên Facebook cá nhân. Tôi để giá không thể rẻ hơn, còn chịu lỗ một số con, thu lại 80-90% vốn cũng được. Tỉnh táo, tôi làm việc được. Tôi bán đi và cuối cùng không hề lỗ, vẫn lãi ra chút. Lãi ít cũng được 200-300. Nhưng xe Batman thật sự tôi không thể đẩy được. Tôi từng nghĩ hàng xịn, ăn xe thu hướng thì bán dễ, nhưng không phải vậy. Xịn với người lớn nhưng lại xấu với trẻ con. Nó đen xì, mang tính sưu tạp và ăn theo phim. So với các chồng khác, mấy con đấy bé tí cầm nhẹ trên tay. Những thứ đơn giản vẫn thường bán có khi hay hơn. Tới vẫn còn 80 con đó, xếp thành vài hòm để ở nhà. Tôi kém trong việc xử lý hàng tồn. Cũng rất sợ phải xử lý hàng tồn, nên ngay từ ban đầu tôi luôn chọn các sản phẩm khô, có độ bền cao, để lâu không mất giá. Đấy là lý do tôi không kinh doanh thực phẩm. Vì thực phẩm, đồ tươi, đồ ăn phải liên tục bảo quản, còn đồ khô thì khác. Lúc này, tuy gọi là lỗ, nhưng sau một quá trình tôi đã tích được gần một cây vàng. Tôi sợ tôi sẽ có lúc máu
liều lên đầu tư bừa cái gì đó nên tôi mua vàng. Vậy là tôi đã có gần một cây vàng và một đám hàng tồn lôi thôi. Chỉ nghĩ đấy cũng thấy đau đầu và nhức nhối. Nhưng tôi học được một bài học là không được chìm trong hưởng thụ, xoắn tay vào làm thế nào cũng xong. Ok, vậy là xong cái phần ví dụ làm workshop trẻ con không có được thành công. Và đúng rồi, làm cái gì là cũng phải có cái kế hoạch chuẩn bị để cho chúng ta một cái sự việc mà nó mình càng chi tiết hóa nó ra thì mình làm từng khúc thì ngày này được phần này, ngày kia được phần kia thì tới đúng tiến độ, hoặc là nó có thể mình có thể đẩy nhanh chút xíu cũng được. Đó, còn nếu mà mình cứ không có cái gì trong cái gì hết trơn, ồ thấy hôm nay vẫn còn sớm so với cái thời hạn không không hôm nay. Rồi cứ như vậy trượt dài tới gần tới đích thì mình lại luống cuống thì không có suy nghĩ ra được và làm nó bị qua loa sơ sài đi, nói gấp quá rồi thôi kệ nó cũng được, và cái câu đó thường xuyên. Và Thủy là một người cũng hay vi như vậy và Thủy đang cố gắng để sửa chữa thôi à. Rồi hôm nay đó là cái ví dụ này xong rồi, tiếp theo là Thủy sẽ qua cái ví dụ điện thoại Nhật, những vai diễn truyền miên. Bán hàng phải hiểu tâm lý khách hàng. Đợt ra trường lông bông chưa đi làm, không bán hàng đa cấp, không cầm đồ hay quắt, tôi chỉ duy trì xưởng da. Xưởng da lúc đấy không ế nhưng tôi vẫn cứ thấy thiếu thốn. Máu kinh doanh trong người mạnh, tôi muốn nhiều tiền hơn nên tôi nghĩ mình phải tìm ra một con đường nhỏ nào đó để kinh doanh. Mặt hàng đa dạng, tôi chọn ra một thứ tôi thích, đồ công nghệ. Đồ công nghệ thì nhiều người buông lại phải luồn vốn nhiều, vì thế cần tính toán kỹ. Tôi không buông điện thoại thông thường. Thông thường theo nghĩa là điện thoại phổ biến, nhiều người vẫn đang buông và đang dùng. Tôi đi tìm hiểu về rồi nhập một số điện thoại Nhật giá rẻ, chống nước về. Tôi ưu tiên hàng sản xuất có chữ Made in Japan, Made in Malaysia, và miễn là không phải Made in China là được. Không phải sản xuất ở China thì dở, mà là để hàng mình bán đặc biệt hơn. Tôi chú trọng mấy cái chữ Made in đó. Trong các dòng sản phẩm công nghệ Nhật, Fujitsu là sản xuất 100% nội địa, Panasonic có cả Nhật, cả Malaysia, còn hai thương hiệu khác NEC và Shark là tôi cân nhắc tùy máy tôi mới nhập. Người Việt Nam cứ nghĩ đến Nhật là liên tưởng tới sản phẩm bền, đắt tiền. Tôi nhắm vào điểm đấy nên thắng lớn. Bán hàng thì phải hiểu khách hàng. Hiểu được tâm lý của khách hàng, bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn. Bán hàng cho họ, giao tiếp hiệu quả với họ, giúp họ. Mỗi vụ buôn bán là một cuộc giao dịch. Nói là tôi bán cho họ, họ mua hàng của tôi, thực ra cũng có thể nói tôi trao cho họ sự giúp. Họ trao cho tôi niềm tin của mình. Có niềm tin thì tôi cũng có cả những thứ khác nữa. Tất nhiên rồi, nhưng phải sẵn sàng giúp họ thì họ mới giúp mình, mới tin mình. Muốn làm gì cũng phải thấu hiểu tâm lý. Kinh doanh điện thoại Nhật, tôi thu hồi vốn khá nhanh. Tôi mua các dòng lúc đấy chỉ cần 700 ngàn, tôi bán 1,5 triệu. Ai quen thân tôi giảm thẳng 200. Nói chung, tôi thích ăn lời nhanh, kiếm tiền tươi. Ngay trong ngày kiếm được 300-500 là tôi vui rồi. Từng cứ kiếm về hơn triệu, cuối tháng khoảng 3-4 triệu. Tiền vui vui đấy là tâm trạng tôi vui. Tiền tiêu vặt hàng tháng đó là không mà không có, tôi sẽ lại buồn phiền, âu lo. Tôi sẽ dễ gắt gỏng, nóng lay các thứ khác. Tiền bạc chi phối tâm lý tôi như thế. Cơ bản, tôi bán dưới giá một số nơi nên khách hàng biết rồi tìm đến. Tôi kinh doanh nhỏ lẻ, số lượng không nhiều nên cũng không lập thành topic lớn để bán hàng. Đa phần đều ghi chú thành dạng thanh lý. Tôi nói luôn đấy là điện thoại cũ dùng rất bền. Tôi lấy bài của các anh chị đi trước, xào xáo lại. Có khi để nắm được thông tin về điện thoại, tôi đọc nguồn tiếng Anh để dịch ra tạm tạm. Bán đồ công nghệ có một vấn đề đặc thù, bảo hành. Tôi thường nói mình bảo hành một tuần hoặc một tháng, nhưng tôi rất sợ bảo hành. Tôi không có lỗi về đồ công nghệ, có nghĩa là không có sành á. Nên tôi bán chỉ được bề mặt thôi, tôi rất sợ hàng bị rơi, bị móp, bị vỡ màn hình vì tôi không bảo hành được. Tôi làm gì có nguồn ở Nhật sửa mấy cái máy đấy ở Việt Nam. Sửa mấy cái máy đấy ở Việt Nam đâu có chỗ sửa. Nếu có thì đúng là tôi đã chưa tìm ra, tôi đã hứa suông rất nhiều. May mắn cho tôi, trong suốt thời gian bán không gặp phải vấn đề gì. Vì sản phẩm không bảo hành được nên thâm tâm tôi rất sợ người ta gọi điện than phiền về chuyện cái này cái kia bị hỏng.
Tâm trạng tôi lo lắng bất an. Cứ nhìn thấy số điện thoại khách gọi sau khi đã mua đồ là tôi lại thót tim. Bán xong hàng mà tôi thường cảm giác tim tôi đã thọt lõm thêm vài phần, mấy phần. Không lừa đảo, nhưng có cảm giác cũng thật thà với họ là mấy. Mặt hàng công nghệ giá cao, bán phải nhanh, không xuống giá, nên tôi lấy số lượng rất ít, có mà cứ đôi một nè. Suốt quá trình làm, tôi bán được khoảng gần 20 chiếc điện thoại Nhật. Hồi đầu, tôi nhập những chiếc nhỏ như Panasonic B02D. Đằng sau của nó nổi bật là cái camera to đùng, trông như cái bộ đàm. Tôi bán con ấy cho các mẹ bỉm sữa, các mẹ nào đang mua Samsung, Nokia với giá khoảng 2 triệu. Thì quay phim chụp ảnh bét nghè thì tôi giới thiệu sang máy Nhật. Tôi bán cả cho những người không biết gì về điện thoại nữa. Họ mua chỉ để nghe gọi, chụp ảnh và Zalo. Với từng đó chức năng, mua điện thoại Nhật cũ là một lợi thế. Nó phải rẻ hơn vài trăm đến cả triệu so với dòng máy trên thị trường. Quan trọng là những chiếc điện thoại ấy bền hơn, chống được nước và camera chụp ảnh ra luôn đẹp, 13,1 đến 20 megapixel. Tôi rất hay nhắm vào đối tượng các mẹ bỉm sữa vì đó là thị trường tôi am hiểu. Thị trường đó với các đối thủ cạnh tranh rất khó bán. Chẳng mấy ai bán ngoài tôi. Bán cho các mẹ được ưu điểm là mẹ này truyền mẹ khác. Các mẹ muốn chuyển nhiều, thế là giúp tôi buôn bán đắt hàng. Ví dụ, tôi bán cho một mẹ, mẹ sẽ nói với mẹ khác và cứ thế tôi có được một danh sách khách hàng toàn các mẹ bỉm sữa. Tên tôi trên diễn đàn lại tăng thêm độ phổ biến nữa. Nhà S bán đồ tốt lắm đấy, mẹ biết không? Thật hả mẹ? Mẹ ném tôi cái link. Vô nhỉ? Bây giờ sợ tên tôi vẫn ra toàn là lời khen. Tôi được tiếng bán hàng tốt, có uy tín từ trước, nên khi tôi đăng bán điện thoại các mẹ rất tin tưởng. Thú thật, lúc đầu bán điện thoại tôi rất sợ, bởi vì tôi không biết bảo hành. Nguồn sửa chữa tôi cũng không biết nốt, điện thoại Nhật rất khó bảo hành. Riêng mở cái điện thoại ra đã là vấn đề rồi, may mà vẫn qua. Tôi bỏ vốn ra rất ít, lần đầu tôi chỉ bỏ ra 2 triệu rưỡi mua về 2 chiếc. Mỗi chiếc tôi bán 2 triệu, vốn ban đầu bao giờ cũng ít. Lần sau tôi lại bỏ ra 2 triệu 2 mua cái máy xịn hơn để bán được với giá 2 triệu rưỡi. Tiền tôi có tôi lại tiếp tục đầu tư tiếp. Tôi không dồn vốn quá lớn nên nếu muốn có máy đắt tiền hơn các mẹ phải đặt tiền trước. Các mẹ muốn mua máy 7 triệu rưỡi, máy ấy tôi mua 5 triệu, vậy là các mẹ phải đặt cho tôi 5 triệu trước. Trước 2 triệu rưỡi thanh toán tiền mặt, gặp nhau sau, tính toán đơn giản như vậy đấy. Và cái tổng kết nho nhỏ chỗ này đó là mỗi vụ buôn bán là một cuộc giao dịch. Nói là tôi bán cho họ, họ mua hàng của tôi. Thực ra cũng có thể nói tôi trao cho họ sự giúp, họ trao cho tôi niềm tin của mình. Có nghĩa là mình đang giúp cho họ giải quyết cái vấn đề của họ và từ đó sẽ lấy được niềm tin của họ. Họ trao cho mình niềm tin. Tôi là nơi tâm sự. Chắc đây là một phần lý do tôi dễ bán cho các mẹ bỉm sữa, vì nỗi lòng trong họ nhiều. Thực ra có người không, nhưng thường họ vừa gặp tôi liền muốn tâm sự. Không hiểu sao tôi thành chỗ trúc cho người ta. Có lẽ sự thật đúng là mọi thứ đều là sự trao đổi, mua bán. Tôi trao cho họ sản phẩm, họ trao cho tôi niềm tin, tiền và cả những nỗi niềm. Nghe những câu chuyện của họ, ngày đêm giữa đô thị này lọ mọ, tôi thấy mệt vô cùng, cứ như đã thấm nhập cả đô thị của họ vào mình. Có một lần, nói chuyện với một người xong, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Lúc cầm tiền, tôi liền khóc. Tôi cảm thấy nhục nhã, giống như đã bán một phần thân mình đi. Tôi ngồi với họ trong gần một tiếng, nghe những câu chuyện cực kỳ nặng nề, cầm 350. Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi cảm giác một tiếng của mình trị giá 350.000. Đời sống của tôi mỗi ngày có 24 tiếng, là 350.000 nhân lên 24 lần đấy ư. Tự nhiên, tôi thấy đời mình thật ngắn hạn, bản thân mình thật rẻ mạt, giá trị đời sống chỉ tính bằng tiền bạc. Chưa kể, tôi bán hàng điện thoại, tâm trạng hết sức không thoải mái, lo sợ phải đền hàng. Tâm tôi lúc nào cũng canh cánh mối lo ngại. Nặng nề, mệt mỏi chứ. Chẳng thoải mái cũng chẳng có gì oai. Tôi thấy mình đang đánh đổi mạng mình ra thành tiền, đánh đổi sức khỏe tim phổi của tôi để lấy tiền.
có lúc tôi cảm thấy mình như đang bán thân. Thì bán một phần mình đi, còn gì? Tôi bán thân từ sáng, chiều đến tối, lúc nào cũng trong tình trạng bán thân. Đợt đấy tôi cầm rất nhiều tiền, tôi có 2-3 phi vụ rất ngon ăn. Nhưng lúc đấy tôi đã òa khóc trước 15 triệu kiểu vứt xừ đi. Thấy sống thế chẳng có ý nghĩa gì. Thế là hôm sau tôi lại lau nước mắt đi làm tiếp. Tôi lại gặp những người đấy, lại tiếp tục: "Ôi chị đấy à, chị đi đường xa có xa không?" Thật ra lúc ấy tôi vẫn rất buồn, không muốn nhưng vẫn phải nói chuyện với họ. Họ vẫn cười, họ nào biết tôi buồn đâu. Họ tiếp tục kể, họ phớ lớ ngồi đấy tắm tắt: "Ít ơi, cái này hay nhở em nhở, cái này hay lắm đấy chị ạ. Chị biết không, cái này nó làm như cái này, làm như này nè." Cứ như thế cho đến lúc họ quay đi vài phút, mà tôi như kiểu xịu xuống, bí xị, như tâm trạng chủ nhân nó. Rồi họ quay lại, tôi như dập thoát: "Ơ chị ơi, còn cái này hay cực." Diễn đạt đến mức thế đó. Có lẽ lúc ấy, người bán không còn là vai diễn nữa rồi. Vai diễn ấy đã thành con người tôi. Trong khi kinh doanh, bạn sẽ dễ lâm vào rất nhiều cạm bẫy. Cạm bẫy lớn nhất là bán một hồi xong thành người bán hàng. Coi vai diễn bán hàng là thật, không còn biết con người mình thật sự như thế nào. Bạn có thể gọi tên cạm bẫy của này thật sự rõ ràng chưa? Bạn có thể gọi tên cạm bẫy này thật rõ ràng chưa? Phải rồi, đánh mất mình. Rất thường khi tôi không chắc mình có đang chân thành nói chuyện với người ta không nữa. Tôi tự nghĩ cái gì mình cũng có thể bán được, nên lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm sao bán được hàng. Lâu dần, tôi không còn quan tâm hàng đấy có hợp với người ta không nữa. Don't care. Với những cộng sự làm việc cùng, tôi biết vì tôi có cắt mẹo hay nên họ theo tôi cũng đủ thông minh để biết rằng nếu mình không chân thành, sau một thời gian họ sẽ giãn dần ra, hoặc ít nhất những điểm rạn nứt giữa hai bên thể hiện tôi và họ không cùng chung lý tưởng, chung chí hướng nữa. Có lúc tôi đã úp mặt khóc. Tôi không biết tôi đang sống thế nào, cuộc sống của tôi là gì, là bán hàng, nghe các câu chuyện của họ rồi họ cho tôi tiền, tôi đang giao dịch cái gì ấy nhỉ? Đôi lúc tôi cảm nhận thấy rằng thứ tôi bán không phải sản phẩm vật chất, mà là cái gì đó từ trong chính tôi. Cảm giác lúc đó vô cùng tự ti, nhục nhã, ê chề. Tôi cười được, tôi khóc được, tôi nhạy cảm, tôi muốn khuỵu xuống. Tôi ngày càng nhạy cảm hơn trong quá trình nghe người ta chia sẻ. Nhưng tôi cũng học được cách đeo mặt nạ tốt hơn. Người ta thấy tôi như điều tôi muốn họ thấy. Và tổng kết lại khúc này nè. Tôi muốn họ thấy tôi vui, tôi sẽ làm được để họ thấy tôi vui. Chẳng biết điều đó tốt hay xấu, chỉ biết tôi trở nên khôn ngoan và dễ sống nhờ thế. Đó là xong cái phần ví dụ bán điện thoại. Qua cái phần, nói chung là bạn trẻ này đang trong một cái tâm lý... Trong từ nhỏ tới lớn bạn đã buôn bán rất là nhiều phi vụ và bạn kiếm được rất là nhiều, nên thành ra là cái việc mà bán hàng lấy lời, bán hàng kiếm tiền đối với bạn là một cái điều mà coi như là đã theo bạn từ nhỏ, bạn đã được rèn luyện bản thân bạn từ nhỏ. Và lúc đầu á, và càng ngày thì càng bạn càng có xu hướng là đánh mất chính bản thân mình, là do là bạn chưa có làm chủ được cái đồng tiền, để mình cứ lo lắng về cái lợi nhuận, là mình muốn kiếm được nhiều hơn chứ mình không có suy nghĩ bán hàng bằng cái tâm nữa, không có suy nghĩ cho khách hàng nữa. Và như bà, đó là một cái điều hiển nhiên của một số người sẽ bị mắc phải. Đó là một cái điều rất là nhiều người có thể mắc phải đó. Và chính vì như vậy nè, nếu mà mình càng sa đà như thế thì cái việc kinh doanh của mình nó sẽ không được lâu bền đâu. Bán hàng phải đi từ tâm, phải lo lắng cho khách hàng, phải tìm cho họ cái khách hàng một cái giải pháp đúng đắn, chứ mình không có ba phải cái này làm sao để bán được hàng. Như vậy thì một lần ok họ bán được rồi đó, nhưng mà họ về họ suy nghĩ lại, họ rồi gặp những cái người khác xung quanh nữa,
làm cho họ có những cái nhận xét trái chiều, có những cái lời khuyên trái chiều, và họ sẽ nghi ngờ lại bản thân mình thì sao. Bởi vậy mình hãy nói thật tâm thì người ta sẽ cảm nhận cho và nó sẽ đi lâu bền nha. Rồi hôm nay tới đây thôi, hôm nay cũng khá dài nhỉ. Rồi mời cả nhà ly Guinness, một ly sức khỏe nha. Mời cả nhà. Rồi, bye bye cả nhà nha.